Hai, xin kính chào quý vị. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến trong các bản tin ngày hôm nay. Thì trong các bản tin ngày hôm nay, Tiến cũng muốn chia sẻ đến cho quý vị khán giả một số những cái thông tin liên quan tới cái diễn biến của câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì ngày hôm nay chắc hẳn rằng là quý vị khán giả cũng đã biết rằng đó, thì phía bên viện kiểm sát cũng đã ra một cái quyết định. Mà thật sự ra thì những cái người mà yêu mến cô Hằng á thì phải gọi là buồn, và đây cũng là một cái niềm vui cho những cái kẻ mà luôn lên xuyên tạc vu khống cô Hằng. Dù hiện tại thì cô không có lên mạng xã hội nữa, ví dụ như là giống như là Đinh Lan nè, chắc cô ta sẽ rất là vui và ăn mừng và sẽ cho rằng là do cô ta ha. Thì nói chung là lần gia hạn này đã là lần thứ tư rồi quý vị ha. Chúng ta chờ đợi hết lần này xong tới lần khác. Và mấy ngày qua thì rất là nhiều những cái thông tin thì mọi người cho rằng là thì cái vụ việc của CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ đem ra xét xử sắp tới. Thì ngày hôm nay lại nghe một cái thông tin đó là Viện Kiểm sát yêu cầu gia hạn tạm giam thêm CEO Nguyễn Phương Hằng lần thứ tư, bốn lần. Người ta nói nhất quá tam mà giờ này là lần thứ tư rồi. Thì cũng là một cái nội dung đó. Tiếp tục gia hạn tạm giam CEO Nguyễn Phương Hằng để điều tra thêm về cái vấn đề là đồng phạm. Về vấn đề đồng phạm. Nhưng mà quý vị có đọc hết cái bài báo đó không? Thì trong bài báo đó có một cái câu như thế này. Cơ quan chức năng vẫn còn đang chờ cái kết quả giám định, về vấn đề đồng phạm ha, chưa có kết quả. Dù vụ việc này bây giờ là lúc trước thì là hai cái cơ quan độc lập điều tra, sau này thì đã sáp nhập thành một cái cơ quan, đó là cơ quan cảnh sát điều tra Bình Dương và cơ quan cảnh sát điều tra ở thành phố Hồ Chí Minh, thì giờ đã sáp nhập lại vụ việc này và cho công an thành phố Hồ Chí Minh mà xử lý. Nhìn về một cái mặt đó thì mà đây là những điều buồn, tại vì người ta nói ở trong tù một ngày thì bằng ở ngoài cả, nói chung là thấm thẩm đúng không, thời gian nó trôi quá rất là lâu, và đặc biệt là mọi người đang rất là lo lắng cho tình hình sức khỏe của CEO Nguyễn Phương Hằng. Vì quý vị biết rằng con cô cũng đã đề nghị là đặt cọc 10 tỷ để xin để mà xin cho mẹ mình tại ngoại để điều tra để trị bệnh. Thì cái việc mà đơn xin bảo lãnh của con trai cô Hằng thì tới thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa có kết quả. Thì chưa cho kết quả thì cũng quý vị cũng đừng có buồn, tại vì chưa có kết quả thì là chưa biết là bị từ chối hay được chấp nhận. Chưa có kết quả là chưa có thể nói là bị từ chối ha. Có thể là cơ quan chức năng họ đang xem xét một số những cái tình tiết để về cái lá đơn đó. Nếu mà cô Hằng đáp ứng đủ những yêu cầu đó thì cái lá đơn nó sẽ được chấp thuận thôi, những vị khán giả đừng lo. Còn cái việc mà gia hạn tạm giam lần thứ tư này thì một số người, một anh chị sẽ rất là buồn, thì Tiến cũng buồn thôi quý vị, tại vì ai cũng mong muốn cái sự việc này sớm kết thúc để mà giải quyết triệt để, để mà cô có thể mong sớm về với gia đình, thì ai cũng mong muốn đúng không quý vị, thậm chí Tiến cũng mong muốn. Nhưng mà thôi, chúng ta phải theo cái trình tự pháp luật và chúng ta phải thượng tôn pháp luật nha quý vị ha. Đây là thời điểm mà tất cả mọi người đều phải thượng tôn pháp luật, thì đó mới là cái sự giúp đỡ cho cô Hằng, sự giúp đỡ cho cô Hằng chứ không phải là lên chúng ta trách móc cơ quan này cơ quan kia, thì cái đó sẽ tiếp tục gây ra một cái ác cảm cho cơ quan chức năng khi người ta nhìn nhận những vụ việc này ha quý vị. Đó nên quý vị hãy, chúng ta lỡ chờ rồi thì thôi chờ tiếp ha, mong sẽ có những cái, sau này sẽ có những cái kết quả tốt. Thì nhìn sơ về cái vụ việc này thì quý vị thấy rằng thì gần đây thì chúng ta thấy một cái điều bình an như thế này, hay là những người mà liên quan tới vụ việc của CEO Nguyễn Phương Hằng từ các YouTuber cũng đã lên cơ quan chức năng làm việc, và sau đó thì họ vẫn quay trở lại để họ chia sẻ về những cái vấn đề này, thì chứng tỏ rằng là bình an ha.
bình an. Đến những người trợ lý của cô Hằng thì họ cũng bắt đầu xuất hiện lại trên mạng xã hội để mà chia sẻ một số những thông tin xoay quanh về vấn đề cá nhân cũng như vấn đề Đại Nam cho tất cả mọi người. Thì thật sự ra giờ phút này thì họ cũng không có được phép và được quyền chia sẻ những vấn đề mà liên quan tới cô Hằng trong cái thời điểm này, thì cái đó mới gọi là giúp. Và quý vị thấy chị Hoàng Nhi và chị Hà Lê á, thì hai người vẫn mới đây thì Hoàng Nhi có lên mạng và chia sẻ rằng là ngày 20 tháng 11 này thì ai hoặc là anh chị nào muốn nhận cái cuốn sách mà chuyển kiếp luân hồi của chú Huỳnh Vĩ Dũng á, mà có chữ ký của cô nha, thì hãy đến Đại Nam. Hãy đến Đại Nam thì sẽ có nha quý vị ha. Thì đây là cái lô sách mà cô Hằng đã đặt để mà dành tặng cho tất cả quý anh chị mà chưa kịp phát hết nha. Đó nên quý anh chị, em nhắc lại một lần nữa, quý anh chị nào mà muốn có cuốn sách này thì quý anh chị có thể đến Đại Nam vào ngày 20 tháng 11, đến cái chỗ mà Mini World á, thì gặp chị Hoàng Nhi thì chị sẽ phát cho, như là tặng, thật gọi là tặng đó, thay cô tặng cho quý vị cái cuốn sách mà cả tâm huyết của chú Huỳnh Vĩ Dũng đã đặt hết vào trong cuốn sách này. Mà trong những cái live stream thì cô cũng là nhắc rất là nhiều lần rồi, đúng không? Đó, còn xoay quanh về cái việc gia hạn tạm giam thì quý vị đừng có quý vị nghĩ thống như thế này. Có thể rằng là cơ quan chức năng họ đang rất là thận trọng để mà đem cái vụ việc này ra xét xử, trước công chúng, bởi vì mà họ mới cân nhắc về cái việc là phải gia hạn tạm giam thêm, cũng phải cân nhắc về cái việc gia hạn tạm giam thêm để họ điều tra hết tất cả mọi thứ. Tại vì có rất là nhiều người lợi dụng cái câu chuyện này để mà xuyên tạc về cơ quan chức năng, nên họ rất là thận trọng. Và cái việc gia hạn tạm giam thêm này thì cũng có thể một phần gọi là có là để có thời gian cho cơ quan chức năng xử lý vụ việc này triệt để sau khi mà xác nhập cái vụ án này, đúng không? Và cái thứ hai chúng ta có thể nói rằng đây cũng sẽ có nhiều cái thời gian để cho các luật sư họ tìm kiếm, họ thu thập, họ củng cố tất cả những cái chứng từ, để mà có thể bào chữa cho cô trước cái phiên tòa. Thì chắc chắn tòa sẽ là một cái phiên tòa của Hằng thì cũng là sắp tới sẽ có thôi, chứ không phải là cứ gia hạn 5-6 đâu vậy ha. Em nghĩ lần này chắc cũng phải là lần cuối rồi. Thì luật sư giống như quý vị thăm luật sư Tạ không phải dùng tất cả mọi cách, mọi chiêu trò để sao, để mà xin tạm hoãn phiên tòa để câu kéo thời gian. Còn này thì cơ quan chức năng họ gia hạn thời gian là để họ củng cố thời gian, hoặc giống như là họ xem xét vụ việc này thận trọng khi đem ra xét xử đúng người đúng tội các quý vị ha. Và phía luật sư của cô Hằng thì chắc cũng có nhiều thời gian để họ tiếp cận cái vụ việc này, và họ sẽ có những cái biện pháp để mà bào chữa cho cô. Và đây cũng là thời gian là để cơ quan chức năng họ xem xét xem giả sử như trước đây á, là nhiều người nói rằng cô gây rối trật tự trên mạng xã hội, cô xúc phạm nhiều người đó, thì cái này cũng là cái việc mà cơ quan chức năng nhìn nhận đây nè. Trong cái thời gian mà cô bị tạm giam từ tháng 3 hôm nay là tới tháng 10 rồi, tháng 11 rồi, đã gần 8 tháng rồi, thì những con người mà cô Hằng trước đây á, từng nói ra là từng xúc phạm họ, thì họ vẫn lên ra rã. Trong đó là có ai, giống như là có Hẹn Ni nè, rồi có VO nè, rồi có bà Đinh Lan nè, họ vẫn tiếp tục lên ra rã để mà vu khống cũng như là nói về không tốt về cô Hằng. Thì cơ quan chức năng họ sẽ có thời gian này, họ sẽ nhìn thấy được cái điều đó ha. Và phía luật sư của cô Hằng cũng sẽ có thời gian để thu thập những cái bằng chứng về những con người này, tại sao khi người ta đã bị tạm giam như vậy rồi mà các anh các chị các cô nói rằng vẫn lên xuyên tạc người ta, vậy là lý do gì, đúng không quý vị? Bởi vì cơ quan chức năng họ sẽ có thời gian
Em nghĩ rằng họ sẽ có thời gian để họ xem xét, và phía luật sư họ thì càng nói nhiều thì sẽ càng sai thôi, vậy giống như cô Đinh Lan vậy đó, càng nói nhiều thì có càng sai thôi, chứ càng nói nhiều thì chứng tỏ rằng cái khả năng vu khống và xuyên tạc của cô càng nhiều thôi. Thì đây cũng là một cái phần mà cô ta phải đối diện trước cái phiên tòa, dù cho cô ta hiện tại là người bị hại, dù cho cô ta hiện tại là người bị hại, nhưng mà khi mà lên phiên tòa, cô luật sư của Hằng chứng có Hằng chứng minh được, thứ nhất tôi không quen cô này, cái thứ hai á, tôi có xúc phạm cô Hằng, cô này, tôi có nói về cô này, nhưng mà bởi vì cô này nói về tôi trước và vu khống, giống như là Đại Nam phá sản, Đại Nam nợ, rồi Đại Nam như thế này, rồi Đại Nam như thế kia, và cô Hằng như thế này, cô Hằng như thế kia, thì những cái thông tin đó đã kiểm chứng chưa? Nếu không kiểm chứng thì là cô đã xúc phạm. Và cái vụ việc này á, là không phải đến từ một phía, đúng không? Tại vì cô nói tôi trước thì tôi nói lại cô trước, nhưng mà tại vì lúc cô Hằng ở ngoài thì do là biết sao, vì cô Hằng rất là thương người, rất là thương người, và cả đời cô giống như chú Dũng đều muốn làm hết tất cả những điều của mình làm là giúp người, chứ không phải muốn đi hại người. Bởi vì đó, bị như những con người mà trước đây á, cô mà từng nói kiện kiện á, thật sự ra cô không có sử dụng pháp lý, mà cô chỉ là sử dụng truyền thông thôi để vạch mặt ra cho mọi người biết rằng là những con người này như thế nào, và cũng sẵn là cho họ một cái cơ hội để họ thay đổi. Nhưng mà người ta nói là tiểu nhân thì quý vị biết rồi, họ sẽ tìm đủ cái mưu mô, giống như cái bà gì mà ấy nói không, tại vì lên chửi người ta, xúc phạm người ta, tấn công người ta một mình, quý vị biết không, bà Diễm Mai bà bị có mấy người thôi, hai ba người thôi tấn công bà thôi, chửi xúc phạm bà thôi, mà bà đã chịu không nổi rồi, bà phải bức xúc như vậy rồi. Thì đối với việc mà cô Hằng bị hàng trăm người tấn công như vậy, xúc phạm như vậy về gia đình, con cái, bản thân, thì cô phải có những cái cách hành xử như vậy, thì cái đó thì chắc chắn rằng là sẽ là một cái phiên đối chất rất là gay cấn trong thời gian sắp tới nè, để mà chứng tỏ những điều này, đúng không? Còn việc ông thằng Y thì đã quá rõ ràng rồi, quá rõ ràng rồi ha, không còn gì mà nói thêm nữa. Còn những con người này thì phải đối chất nè, với một điều quan trọng nè, cô thương người ta, cô thương người ta đang bị tạm giam, mà động cơ nào, lý do nào, thì tại sao cô vẫn lên trên mạng để mà cô chà đạp xúc phạm? Bây giờ với ông bà đi, người ta gọi bà, nó lên bà nói chuyện xàm xàm xí đế gì á, bị người ta gọi là ta chửi, bà cũng nói là cô Hằng mướn, rồi bà bị cái gì cũng là cô Hằng mướn. Thật sự bây giờ bà đi ngoài đường mà giả sử mà bị cái vấn đề gì đó, cô Hằng hết trơn, nhưng mà thật chắc là cô Hằng đang bị tạm giam, đúng không quý vị? Đó, bởi vì người ta sẽ xem xét về vấn đề này. Thì cái thời gian này là thời gian mà cơ quan chức năng họ đang làm việc và đang nghe sát sao, chứng tỏ rằng là cái vụ việc này á, vụ việc rất là nghiêm trọng, nên cơ quan chức năng họ cần cái thời gian, cần nhiều thời gian để họ xem xét. Nhưng mà quý vị thấy đi, em sẽ nói cho quý vị thấy thời điểm này là chúng ta được gì. Tới thời điểm này, dù đã điều tra vấn đề về đồng phạm thì đã gần 7-8 tháng rồi, nhưng mà vẫn chưa có kết quả, thì đây là một tín hiệu tốt. Vẫn chưa có kết quả thì chứng tỏ rằng là chưa có, đúng không? Cái thứ hai, tới thời điểm này cô Hằng chỉ bị khởi tố có một tội danh thôi, chỉ bị khởi tố có một tội danh thôi, chứ không phải giống như Thiền Am, nghĩ không? Thiền Am trong cái thời gian mà khởi tố cái tội 331 thì người ta khởi tố tiếp cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và sắp sửa cái tội lùm lon nữa. Đó là cái thứ hai mà chúng ta nhìn nhận được. Và cái thứ ba nè, cái sự quay trở lại của các trợ lý, cái sự lên tiếng của các trợ lý, thì tới thời điểm này họ lên tiếng thì chắc chắn rằng là họ bình an rồi họ mới lên tiếng, đúng không? Họ không còn bị điều tra nữa nên họ mới lên tiếng, thì cái thứ ba. Còn cái thứ tư nè, những cái người mà cho rằng đồng phạm như thầy Đặng Quân họ vẫn xuất hiện trên mạng xã hội nè, luật sư Nguyễn Đình Kim nè, họ vẫn bình thường nè. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy được những cái điều mà xoay quanh câu chuyện của Hằng đó, đúng không? Đó. Bởi vì quý vị hết sức bình tĩnh ha, hết sức bình tĩnh, vì em nghĩ rằng trong cái thời gian này á, là thời gian mà gọi là thời gian mà cuối cùng để mà xem xét vụ việc, khi mà đem đi xét xử thì để cho bọn kia không nói nữa đó. Và sẵn đây em cũng xin chia sẻ đến cho quý vị luôn là đừng có ai ở đây nói là nhóm này hay nhóm kia hay nhóm nội hết, em không có nhóm nào hết nha, em không có nhóm nào hết, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là em không có muốn dành thời gian để mà đi qua đấu tố cá nhân nữa, mà mình muốn chia sẻ những cái vấn đề
liên quan tới bọn lương để cho tất cả quý vị khán giả nhìn thấy được. Còn ai muốn nói gì thì nói là chuyện của họ, em cũng không có phản bác cái vấn đề đó ha. Đừng có gán ghép nhóm này. Và cái thứ ba, thứ tư, thứ ba là em cũng không nhận là công thằng nhất, em chẳng làm gì được trong cái vụ việc này hết ha. À, và cái thứ tư em đến với câu chuyện này là đến bằng cái tự mình đến, mình tìm hiểu và mình muốn chia sẻ cái câu chuyện này, chứ không ai thuê ai mướn gì hết ha. Không ai thuê, không ai mướn gì hết ha. Đó, tại vì trong cái thời gian qua có rất là nhiều người bật vô bình luận, công kích, nói chung là chọc tức để mà mình tấn công. Cái chuyện đấu tố cá nhân thì giờ ai ai đấu á thì là kệ họ, em không quan tâm. Vấn đề của em bây giờ là chia sẻ những thông tin liên quan tới drama và một số những vấn đề trong xã hội gửi đến cô chú anh chị ha. Đó là cái điều mà em mong muốn ha. Anh chị có thể không thích thì không vào xem, chứ đừng có xem rồi lại công kích à, nhóm này nhóm kia sao, tại sao không đi nói nữa này kia. Thật sự là nói đã nói hết rồi, không nói gì nữa. Và vì biết tính em rồi, em nói em không nói nữa là em sẽ không có nói nữa à, chứ không phải là giống như người nào hết ha. Người ta nói là cái chuyện cá nhân, em không cấm, em không cản được ha. Còn cái việc quý vị có nhìn nhận được hay không là bởi vậy ha, em sẽ không có đấu tố cá nhân nữa. Và giờ em chỉ muốn dành hết tất cả những cái thời gian của mình để làm những cái việc mình cần làm thôi ha, chứ mình không đấu tố nữa ha. Tại vì trong thời gian qua thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị điện thoại tâm sự và nói này nó cũng không muốn là đấu đá nhau, nên em tôn trọng. Tại vì khán giả là những người mà yêu quý mình, những người xem kênh mình, họ góp ý mình ghi nhận và mình làm ha quý vị ha. Thì đây cũng là những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn chia sẻ và gửi đến cô chú anh chị. Một lần nữa cũng xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye.